Vì thế cô cũng có thể là bạn sinh viên chúng ta lên làm việc trước để chúng ta có thể chụp ảnh lưu niệm trước khi chương trình của chúng ta bắt đầu. Một lần nữa chúng ta sẽ cô hợp tác vì thế cô giáo cũng có thể là bạn học sinh sinh viên chúng ta lên việc trước để chúng ta có thể chụp ảnh lưu niệm trong những diễn đàn hợp tác của thầy cô hôm nay. Chúng ta bồn tí mơ lào xin chia chị bé chân đẹp lắm này bé chất tăng nhá đầu và bé lũ chị cờ trường đại học kinh tế là giờ thì ma hà đi hàng lầy và xe cái kíp thì ăn nữa này này nó do và chị sĩ là chặt ngàn bồn tí mai lào đó bé sĩ là cái tôi chống kinh tế là lò dưới cơ đẹp tan ra cái chỗ và nó sẽ sẵn lo lò còn ok cái chân sư sản rò nữa là hồng hiền nó mò thần thò giờ cái châu lăng ta sĩ xem một trẻ ta là cứ chùa bé bé lăng nhá đó là cho sư cái chọc như hiền là cứ qua còn bé chống khen đỏ nhá chúng tôi rất là cảm động vì
sự có mặt rất là đông đủ và đúng giờ của các cô, các bác, các chú, các anh, các chị đã đến cùng với các em du học sinh Lào. Các em hôm nay trong một tâm trạng rất là phấn khởi. Ở quê nhà của các em đó là một Tết truyền thống hàng năm. Nhưng mà bây giờ các em do điều kiện công việc, học tập cho nên các em đang có mặt tại đây. Nhưng các em thấy không, các thầy, các cô, các anh đã tổ chức cho các em một chương trình. Tiếp theo thì tôi xin phép được thay mặt lãnh đạo nhà trường có một bó hoa tượng trưng để chúc mừng các em lưu học sinh những ngày Tết hôm nay. Xin mời một bạn đại diện của các em lưu học sinh Lào nên đón nhận cái tình cảm thông qua một cái bó hoa tươi thắm của lãnh đạo nhà trường. Nếu quà tiếng Lào đó là cho những tổng tá quá chất năng cũ. Hốt mưa tì, hốt mưa không? Mới. Phải lốt, phải lốt. Chuyện mới gặp, xin chúc các thầy cô giáo và các bác gặp những may mắn trong năm mới. Tiếng hát chào Lào ơi cao bay, hào hùng chạy Lào cầu nhiều tiếng hát. Lấy cái cốc, lấy cái cốc. Dũng ơi, chín khẩu thầy. Dũng chín khẩu. Chín bia đấy. Lily ở phía bên kia. Vâng, ơi từ từ. Bắt cũng biết nhá. À, cái gì nhỉ? Nước ngọt. Khách. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.